thị trường bất động sản đang bắt đầu một chu kỳ mới với nhiều giai đoạn. Đầu tiên là mốc đáy của thị trường bất động sản, tương ứng với giai đoạn quý 3, quý 4 năm 2022 khi sự thanh khoản và giá bất động sản lao dốc. Nhà nước đã sử dụng các công cụ chính sách để kìm hãm bất động sản phát triển nóng. Đây là giai đoạn lãi suất tăng cao và thu hẹp cung tiền cho bất động sản, khiến nhà đầu tư mất niềm tin và muốn bán tháo để trả nợ. Tiếp theo là giai đoạn hiện nay, mặc dù có những tia sáng cuối đường hầm khi nhà nước bắt đầu sử dụng công cụ chính sách và tài chính để khôi phục phát triển bất động sản, nhưng do nhà đầu tư đang gặp khủng hoảng niềm tin và vướng mắc thủ tục trong triển khai các dự án bất động sản, cùng với tình hình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều phức tạp, nên thị trường bất động sản vẫn còn yếu, tính thanh khoản vẫn thấp. Dự kiến, lãi suất sẽ còn giảm trong giai đoạn này, đẩy tiến quá trình phục hồi của thị trường. Bước chuyển biến mới của thị trường dự kiến sẽ xuất hiện từ quý 4 năm 2023 trở đi cho đến hết năm 2024. Những sản phẩm có pháp lý tốt, quy hoạch tốt và tiềm năng tăng giá sẽ có tính thanh khoản. Đồng thời các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư các thành phố lớn với giá không quá cao cũng sẽ có giao dịch tốt. Giai đoạn này sẽ là cơ hội cho những cá nhân hoặc tổ chức đang muốn đầu tư vào thị trường bất động sản với triển vọng tốt trong tương lai. Trong thời điểm hiện tại, có rõ dấu hiệu khởi sắc khi chính phủ đưa ra các biện pháp hỗ trợ và kích thích thị trường bất động sản như giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các dự án và gỡ bỏ một số rào cản trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang gặp khó khăn do sự hoài nghi và lo ngại của nhà đầu tư, cũng như tình hình chung của nền kinh tế và chính trị thế giới. Dự kiến, các biện pháp hỗ trợ sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn này để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Bước chuyển biến mới của thị trường dự kiến sẽ xuất hiện từ quý 4 năm 2023 trở đi cho đến hết năm 2024. Những sản phẩm có pháp lý tốt, quy hoạch tốt và tiềm năng tăng giá sẽ có tính thanh khoản. Đồng thời các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư các thành phố lớn với giá không quá cao cũng sẽ có giao dịch tốt. Giai đoạn này sẽ là cơ hội cho những cá nhân hoặc tổ chức đang muốn đầu tư vào thị trường bất động sản với triển vọng tốt trong tương lai.